ơi. Em dâu à, chị không có lấy tiền hụi của em đâu, chị cũng không có lấy vàng của em, nhưng chị xin phép được mượn chiếc xe máy của em. Con đâu chiếc xe của tôi. Chứ cơ mà xúc phạm chị tôi một lần nữa, tôi sẽ tản thẳng vô mặt bà hiểu chưa? Dám không? Hôm nay tôi tâm sự cho chú Tư Thương biết là tôi yêu thầm trộm nhớ hai đời chị chú. Con có một người mẹ duy nhất thôi. Rồi ba mà bắt con kêu bằng mẹ là không bao giờ. Tao kêu bằng mẹ, kêu bằng chú chứ. Không có luôn. Trời. Quá trời quá đất cái miệng nha. Bữa nay mày đặt ăn nhậu nữa. Bình thường nó không làm cái gì mà ra trò ra trống rồi còn tụ tập đây nhậu nhẹt nữa trời. Rủ ba tôi nhậu nữa kìa. Có hai đứa, có hai đứa mà tụ tập đâu, có hai đứa mà tụ tập. Hai người là tụ tập rồi là không có nhậu nhẹt gì nữa trời. Ồn ào quá mấy đứa ơi. Thôi, bay cũng nhỏ nhỏ tiếng một chút. Thấy không? Biết là bay làm là kinh tế chính của gia đình rồi, nhưng mà ăn nói với chồng con mọi chuyện nó nhỏ nhỏ chút, lúc nào cũng hầm hồ vậy á, giống như đang hiếp người ta vậy á. Ai mà cho chịu. Được ăn hiếp cái gì đâu, tại cái này cái giọng người ta lớn tiếng thôi. Đó vậy đó mà ổng còn gì đây nè. Đó, còn bình thường sao chịu nổi. Trời ơi, nói nhẹ nhàng chồng nó mới nghe, chứ mà la rần rần người ta bỏ nhà ta đi mấy hồi. Trời ơi, thế là cô Tám mà làm chồng con là bỏ đi lâu luôn rồi đó. Đó đó nè, giờ Tám nói đi. Đó, bà hai đời mất tích một cái ba con như mất hồn vậy. Tám nói đi, nói gì, nói công đạo coi. Đúng rồi, phải mất hồn thôi. Bởi vì người ta không có tìm thấy người ta thương mến, người ta phải mất hồn đúng không nè. Đó, lớn tuổi rồi, có ai mà ở quan niệm rằng hễ lớn tuổi là không được yêu thương đâu, đúng không? Con người ta sống là coi như luôn luôn cần cái tình thương yêu, đúng không? Ủa? Đó. Nghe chưa? Đó, bây giờ... nghe người lớn nói chưa? Người lớn phải có tình yêu thương. Cảm ơn chị, Đó, không nói chuyện. Mà con không chấp nhận bà hai. Mày không chấp nhận là cái chuyện của mày. Cái chuyện của mày, tao không nói chuyện với mày nữa. Hả? Tao đi. Ba. Tao đi ra kia tao nhậu. Bạn nhậu, bạn già, bạn nhậu ơi. Gì? Gì vậy? Tao bỏ chị cho nó nè. Bữa nay tôi dùng lên luôn. Mày ơi. Dùng lên làm gì tôi? Nè, bà đợi đi, bà đợi tôi đứng đi. Tôi đứng lên đi, tôi đứng lên. Nè, tôi đứng lên. Trời ơi, tức chưa? Mệt tôi lắm. Thế là không đỡ đâu nha, không đỡ. Không đỡ tôi. Không té. Không đỡ. Đó, bà biết. Gì? Bà thấy Tâm tôi là một con người vừa đẹp người đẹp nữa. Người ta nói cái nào nó đúng cái đó. Thôi tôi chỉ nói chuyện công đạo thôi. Em nghe nói đi em. Em nghe nói đi em. Hả? Cái gì vậy? Vậy? Trời ơi. Ông kiếm chuyện à? Ông nhậu vô cái bà đặt ôm người này người kia hả? Bây giờ tôi dùng lên luôn. Tôi là chồng bà, nhưng từ đó giờ bà có coi tôi là chồng bà không? Bà có bao giờ coi tôi là người chồng đúng nghĩa không? Hay bà coi tôi như một con người ở? Trời ơi, đi gan quá. Tôi có thể chấp nhận cái kiếp người ở, đúng không? Nhưng chị tôi dễ thương thế kia, bà cũng coi như người ở. Ok, hôm nay tôi không ngồi, tôi không cãi nữa. Tôi dùng lên luôn. Tôi cho bà ở nhà một mình luôn. Anh đi đâu? Tôi đi nhậu. Tôi nhậu nữa. Bây giờ đưa tiền nhậu. Không á. Không đưa. Nhậu thiếu mà ai chả biết liền. Trời ơi. Quá ai nhậu. Qua. Không có đỡ. Không té đâu đỡ. Không có. Buông ra. Không đỡ. Trước sau gì mình cũng là một gia đình. Đây. Xịn quá. Gia đình mà. Một gia đình mình chết mà. Vậy đó gì ta. Trời ơi, bà nói bà khuyên lơn. Cái gì bà không khuyên lơn. Bà phá hoại gia đình người ta thì có vợ chồng người ta. Ví dụ có gây lộn thì bà phải khuyên lơn chứ. Bây giờ người ta nói cho đừng có nhậu nữa. Cho ba tôi đừng có buồn, đừng có nhớ gì hai nữa. Tự nhiên bà nói công đạo, bà nói xong giờ ta bỏ đi luôn kìa. Ba tôi không thèm nói chuyện với tôi nữa luôn rồi kìa. Chồng tôi mà đi luôn là tại bà đó. Bà ế hoài là phải đó. Tại gì ơi. Đó? Ba ơi ba. Thôi, nãy giờ tôi làm người tốt mà. Không lẽ tôi làm gì sai sao trời. Anh về với em đi vợ ơi. Anh thôi mày ơi, mày về thẳng qua nhà mày đi. Mày ơi, vợ tôi đi. Đỡ anh vợ ơi. Đỡ anh vậy ơi. Trời ơi. Chị ơi. Trời ơi, sao chị bỏ em đi hả chị hai? Trời ơi, là trời cáo chị còn đây. Trời ơi, cái mùi mồ hôi còn ở đây mà chị hai. Sao cứ sơ hở là đi bụi vậy? Trời ơi, là trời.
úp mặt vô chịu nổi luôn. Thôi bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Có từ từ mình giải quyết. Thấy thương quá. Trời quá đất luôn à. Thôi được rồi. Từ từ mình giải quyết. Thiên thiệt luôn á. Nhìn cảnh này á, nhớ chị ôm cái áo của chị y chang hồn giọng phu vậy đó. Nghe mùi của bà nè. Hồn giọng phu mày mày dí trong bậy bạ không à. Nhớ chị. Thấy thương quá à. Thôi bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó hay không. Bây giờ cả xóm mình bu lại đi kiếm giùm rồi à, nên mình cứ chờ kết quả thôi. Chị không có trách nhiệm. Gì vậy? Đi kiếm vô tâm. Tại sao kiếm kỹ chút xíu? Cứ báo tôi về là kiếm không được, kiếm không được. Ủa thì kiếm không được thì nói không kiếm không được. Chị của tôi cũng như chị mấy người á. Thì cũng cố gắng đi kiếm cho bộ không kiếm. Ủa mà gia đình mà có chuyện gì tôi không kiếm đâu. Vô duyên mà chuyện nhà mày mới đi qua cãi lộn nhà ta là sao? Chứ chị nói giống như là kiếm cho có gì sao được. Sao kiếm cho có gì nữa, tiếng đồng hồ gọi điện thoại liền. Bây giờ chị cãi người vậy? Trời ơi. Trời ơi. Vừa phải vậy. Cái ông này nè sao ngộ quá à. Từ từ thì chị về có đâu mà khóc hoài vậy trời. Còn cô nữa. Người ta người ngoài người ta cãi lộn với tôi không tức. Cô là người nhà của tôi mà cô cũng vô tâm kiếm chị hai cho tôi. Trời ơi, kiếm cái gì mà kiếm. Thì đã tôi đã gọi điện cho công an rồi. Nhưng mà công an nói là chưa có đi đủ 8 tiếng mọi người hiểu không. Thì người ta cũng chưa làm gì được đâu. Người ta chỉ là ghi cái thông tin lợi thôi. Trời, với lại anh phải biết cái tính của chị hai mình. Nhiều khi bà đi vậy lên chút bà về có gì đâu mà không rồi gì đó. Quá vô tâm. Tất cả mọi người tôi đang sống trong một bầy quỷ dữ. Trời ơi. Làm gì ghê. Quỷ dữ là sao nè. Bây giờ tôi hỏi cô này, bây giờ bước ra ngoài đường một tiếng đồng hồ tôi đã lo rồi, bây giờ đi tới 8 tiếng. Bây giờ thử gia đình người ta mà đi tới 8 tiếng người ta có chịu được hay không? Trời ơi, nhưng mà chị đi vòng vòng rồi bây giờ sao? Bây giờ tôi nói cô nghe, bây giờ cô lên công an phường, cô báo không được, cô lên quận cho tôi. Cái gì? Cô lên quận cho tôi. Rồi không, cô ra trung ương luôn. Cô báo cho toàn thể đất nước Việt Nam luôn.